Máy bổ cuội được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sản xuất cuội đốt cho lò nung, lò sấy, các nhu cầu sử dụng cuội đốt cao. Máy bổ cuội vận hành với cơ chế tự động mang lại hiệu suất cao nên đang dần được sử dụng để thay thế sức người trong việc chẻ cuội. Máy có thể bổ, chẻ được các loại thân cây gỗ cứng, cuội cứng thành miếng cuội nhỏ một cách dễ dàng. Cấu tạo của máy bổ cuội gồm có các bộ phận chính, thân máy, động cơ kéo, hộp số giảm tốc, lưỡi chẻ, đầu chẻ tách cuội được làm bằng vật liệu cứng cáp. Toàn bộ phần thân máy được chế tạo bằng thép, có thể chống chịu va đập. Cách sử dụng máy bổ cuội rất đơn giản. Đầu tiên, bà con khởi động máy, đặt khúc cuội cần tách vào máy, có vị trí nằm thẳng với đầu chẻ cuội, thanh chẻ cuội sẽ chuyển động về phía nêm, sẽ chẻ cuội thành những thanh nhỏ hơn. Một vài điều bà con cần lưu ý khi sử dụng máy bổ cuội như sau. Thứ nhất, cần có nguồn điện khỏe và ổn định, dây cấp điện là dây có thiết diện lớn, dây điện công nghiệp để đảm bảo đủ tải cho máy. Khi chẻ các khúc cuội cứng, chúng ta tách từ từ, bắt đầu cho lưỡi chẻ tiếp xúc từ gần mép cắt của khúc cuội. Khi đã tách đôi được khúc cuội, chúng ta có thể cho lưỡi chẻ xuống vị trí 3-5cm từ mép cắt. Với các thanh cuội đã được chẻ ra, chúng ta có thể dễ dàng tách thành các thanh cuội nhỏ hơn. Nếu quý bà con cần tư vấn thêm về máy bổ cuội, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline trên màn hình để được tư vấn và báo giá chi tiết, hoặc truy cập vào website máymocviet.vn để tham khảo thêm các sản phẩm khác do Vinmark cung cấp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.